Dạ, hai xin chào bạn đã trở lại với channel mình là Hình Dung Yên bên đây ha. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series Binh xe trong GTA 5 ha các bạn. Đổ xe chứ. Dạ, hôm nay mình xuất hiện ở đây, mình phát hiện có hai con xe cổ đó mọi người. Thì mình sẽ muốn cho các bạn chọn một trong hai để cho các bạn chọn chiếc nào để mình review ha. Ở trong đây sẽ có một chiếc xe xịn và một chiếc xe rất là xịn luôn đó, chứ không có chiếc xe nào dởm hết đó. Thì nếu để các bạn chọn được hai chiếc xe này thì chiếc xe nào xịn hơn thì các bạn phải có kinh nghiệm nè, các bạn phải có trải nghiệm và các bạn phải có gọi là có tiền các bạn thì mới biết được. Thì thoạt nhìn sơ thì mọi người thích xe nào các bạn hả? Các bạn thích chiếc màu xanh đây, để mình lên mình ngồi chiếc màu xanh cho các bạn xem, và chiếc màu cam hả, các bạn hãy comment trước khi các bạn coi tiếp nha các bạn, để cho các bạn biết chiếc nào xịn hơn chiếc nào nha. Đây là nội thất của chiếc màu xanh ha. Ở trong thì cái mui này mui cứng đó các bạn ơi, tại vì da này da lộn ha, nên nhìn tưởng mui trần nhưng thật ra nó là mui cứng đó. Đây đồng hồ thì nó cũng đơn giản thôi, bên phải chỉ có cái đầy radio thôi, còn lại không còn gì nữa hết. Thì để mình qua chiếc xe màu cam cho các bạn xem ở trong ha, cũng như đi một vòng ở ngoài nè các bạn đó. Nó cũng có bốn bô, biển số 622 bù chốc luôn, hay đó, nhìn cái biển số là thấy không ăn tiền đó. Xe này thì là xe cổ rồi nha các bạn đó. Ở đây hai cái gạt mưa các bạn, hai gạt mưa nhìn lạ vậy, nhìn xe này. Ê, con này không có gạt mưa ta, con này có gạt mưa đó các bạn, con này không có gạt mưa nè, nhưng mà con này có thêm cái hai cái dây nịt gắn trên nóc capo nữa các bạn, tiếu vậy. À, để mình lên coi con này nha, con này đã được dán phim cách nhiệt màu đen nè, nhìn nó mờ ui. Con này tiến bô có vẻ đã nha, ui ui bô gì vậy, đặt dưới gầm luôn các bạn à, con này mình chạy điếc cổ tay luôn á. Ok các bạn, đó là hai con ha, hai con này, nhưng mà sẽ có một con xịn và một con siêu xịn nữa các bạn. Thì để thái quan thái quan hay thái chung review cho các bạn nha. Đó, theo kinh nghiệm của mình là mình sẽ chọn con xe xanh các bạn à. Tại vì sao thì một hồi các bạn sẽ rõ đó các bạn, nó cũng như xe bình thường à, đến đảo vài vòng cho các bạn xem không, nó cũng như một chiếc xe bình thường các bạn thấy không đó. Cái mâm không chỉ mâm, nó còn cùi nữa, nhưng mà các bạn một hồi các bạn sẽ biết điểm đặc biệt của nó. Hình như hai cái trước là nó có cây khẩu súng nha các bạn, hai cây súng nhỏ nha các bạn, mình thấy có cái trọng có hồng tâm nè, đúng rồi các bạn, có súng các bạn đó. Nhưng mà điểm đặc biệt không nằm ở cây súng, nếu mà có cây súng thì nó cũng bình thường các bạn, nhưng mà đây mới là điểm đặc biệt nè. Đó đó, nó có thể chạy dưới nước được các bạn. Wow, các bạn thấy ghê chưa? Đây, để mình triển khai cho bạn xem con này đẳng cấp chưa. Đây, để mình lội nước cho bạn xem nha. Con này nó có chức năng mà đi xuống nước là nó có thể biến thành tàu nha các bạn. Quá dữ. Đó. Ghê chưa các bạn? Ổng ai Canada chưa? Đây, biến thành tàu. Ôi, má ngầu vãi các bạn. Ngầu không? Bạn thấy ngầu không? Má ngầu luôn các bạn. Nè, biến hình lại nè. Độ như kiểu mà Auto Robot vậy các bạn. Trong Transformer á. Mình xuống nước rồi nó bị ngập không nha. Hình như mình phải biến thành này nó mới nổi lên các bạn. Còn nếu mình chạy thường thì nước nó sẽ vô. Chứ coi nếu mình chạy thường xuống nước có vô khoang lái không? Nước vô các bạn ơi. Phải biến hình. Vẫn chưa đủ độ sâu để chạy rồi. Biến hình. Ôi, phải biến hình các bạn, xe nó chống nước nha các bạn, nhưng mà mình phải biến hình thì mới nổi được. Đây các bạn, đây xe dưới mặt nước nha. Oh my god luôn. Oh. Wow. Đó các bạn. Đã không?
Thấy xe đã các bạn, má mắt đã luôn á. Xe này có thể biến hình dưới nước. Ê gì, em mình đang chạy mà mình biến hình thành xe thường thì nó có bị chìm không ta? Nó lướt trên mặt nước các bạn, à, như cá heo các bạn. Ôi xe nó mở cái gì ra kìa. À cái nòng tên lửa các bạn, hình như xe dưới nước nó mới mở cái nòng tên lửa ra các bạn, nó có thể gắn dưới nước được. Nhưng mà nước ở đây không trong như thế này ơi, nước ở đây chuối quá nên mình sẽ đi ra biển nha các bạn. Nước ở đây đen thui à, rồi mình lau đi các bạn, nhìn sướng không đó, lướt trên mặt nước anh như cơn sóng. Wow, máy bay cao thiệt. Các bạn để mình cắm đầu xuống nè, thẳng xuống nè, bay lên, bay lên. Ghê không, đẹp không các bạn, đã không? Thôi nhưng mà mình thử lên bờ coi mình. Đây, để mình thử săn ngầm các bạn. Đây 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 đây, đây là dưới nước nha các bạn. Này có một con tàu phía trước nè, bắn hỉ lâu các bạn hả? Nào bắn mình vậy, mắc dại rồi bắn mình đó em. Ừ đủ quá, nó hàng trên tàu nó không có súng các bạn, sao nó không có lóc được ta? À, cái này kiểu kiểu là gọi là gì trời, cái này gọi là kiểu cái tên lửa mà dưới nước là cái gì ta, mình quên mẹ cái tên nữa bạn. Nó là cái gì thì của tàu ngầm bắn ra các bạn. Lên bờ rồi, nâng cấp lại bạn. Chân quá chân quá chân quá, ở đây xịt quá, chạy lên không nổi luôn. Anh bê lên rồi là tàu ngầm. Ủa thủy lôi hay là cái gì tên lửa của tàu ngầm thì nó gọi là cái gì nữa bạn? Ngư lôi đúng rồi bạn, nó là tên lửa ngư lôi đó bạn, nó chỉ bắn thẳng thôi, bắn theo đường nước thôi, nó không có dẫn đường nha các bạn, nên bắn dưới nước thì nó khó hơn bắn trên bờ nha các bạn. Tên lửa trên bờ xuống nước là nó sẽ nổ liền nha, còn thủy lâu thì nó sẽ bơi được dưới nước các bạn, nó có cánh quạt nó đẩy nữa. Đó hồi mình sẽ test các bạn xem, nhưng bây giờ mình sẽ độ xe nha, coi xe độ được những gì. Xe độ được tinh xíu các bạn ơi. Ừ xe này chỉ là nó full option đó các bạn. Để mình chạy ra biển đi các bạn ơi, thấy màu vàng này, ở biển như này xanh này nè, nãy biển đen thui à, mà ở đây không vui các bạn, mình ra ngoài kia mình chơi mới đã, ra ngoài biển đây nè. Đó, ở đây có căn cứ quân sự đúng không, đó mình ra ngoài biển, biển nước cả hơn. Đó, ngoài đây nhiều tàu nè. Wow, chuyển không? Đó, để mình săn ngầm nữa bạn. Đó, để anh bắn thử nha. Đó, thủy lôi nó bắn đó, sẽ như vậy đó bạn. Wow, chấn động luôn á. Ui, ui da, ui da, ui da. Đây có tàu kìa bạn. Ui, ui da, ui da, ui da. Từ từ nhắm 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 nhắm, chưa quen lắm bạn, chưa quen bắn thủy lôi này lắm. Nó kiểu nó bắn nó đi theo đường thẳng các bạn ơi, mình ở vị trí nào thì nó sẽ bắn vị trí đó đó. Lái con này nó lặn cũng hơi khó đó bạn, con này nó dạng nó phải có chớn thì nó mới lặn xuống được. Để mình thử tập bắn vô con tàu này cái nha, nó phải chạy thì nó mới nổi được các bạn. Bắn dưới nước không các bạn ơi, cái này phải kiếm được tàu ngầm đối phương ha.
nó một khi nó lướt trên mặt nước rồi, kiểu nó có oxy các bạn, thì nó mới nổi trên mặt nước nha. Còn nó lặn xuống thì nó phải bơm nước vô cái khoang cho nó đủ đồ nặng để nó chìm xuống các bạn. Đó, mình hiểu rồi. Đó. Các bạn nãy thấy cái đường đạn của cái con ấy đó các bạn. Đó, bạn thấy được cái thủy lôi đó các bạn. Ủa cái gì? Nó nổ các bạn. Nó nổ văng mảnh lửa ra rất là lớn luôn. Hay quá. Phải có tàu ngầm của hải quân á. À, đến gọi công an nghe. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Công an đâu? Gọi công an nha các bạn, quên nữa, cần gì đi kiếm. Chúng ta ra bây giờ với công an các bạn. Năm sao ra đây, đúng rồi. Đó. Ra đây với chúng tôi. Lặn xuống các bạn. Đó. Có tiếng gì các bạn ơi? Đúng không? Các bạn nghe có tiếng gì? Mình bấm lộn, mình nấu lộn. Có tiếng gì đúng không? Ê, cá heo! Rõ ràng mình nghe tiếng được cá heo nữa bạn. Cá heo sát thủ các bạn ơi. Mình bắn thủy lôi vô cá heo sát thủ quá ác quá không. Ủa đâu rồi? Ơ à. Ủa mới đây mà. Ủa áo ma thiệt chứ các bạn, áo ma đâu quỷ thiệt. Sợ vậy. Mới thấy con cá heo quay qua lại mất tiêu luôn. Trời đồ. Gặp ma giữa ban ngày hả anh cha. Gì vậy? Sợ vậy. Công an. Mấy công an nó không dám đưa tàu ở kiếm mình hay sao bạn ơi. Tàu lặn, công an không, bên công an không có tàu lặn các bạn ơi. Ơi chảy dầu rồi bạn. Mẹ bị chảy dầu, bị chảy dầu. Để sửa lại, sửa lại. Ở đây rồi, đây rồi. Kìa. Ê, con cá heo râu mà nó ngớt kìa bạn. Các bạn thấy không? Cá này. Wow, má đâu nhiều quá vậy. Bắn cái nó chạy tán loạn luôn bạn. Nó kêu cửa bạn. Săn một con cá heo về làm hoài các bạn. Tội quá bạn, nhưng mà mình cố gắng mình bắt đó các bạn ơi. Này là hút tê thôi. Khó bắn lắm các bạn, dưới nước khó bắn lắm. Trúng, trời ơi. Trúng. 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 Rồi trúng rồi bạn ơi. Trúng rồi bạn. Trúng mấy cái heo rồi. No. No. Con người thật là ác ôm. Thật là ác quá đi. Cái heo nổi lên các bạn, nó chết nó sẽ nổi lên. Ôi. Oh my god. Oh my god, mình đang đỡ con cái heo các bạn. Rất là bự luôn. Đấy các bạn, lần đầu mình tiêu diệt được một con cá heo luôn á. Cá heo này sát thủ nha các bạn. Nó rất là ác nha. Ây da. Chết mẹ, chạy dầu, chạy dầu. Để thôi. Ôi, chúng ta sang hô rồi. Đi thôi, chúng ta sẽ đi ra những vùng biển xa các bạn ạ. Chúng ta là thằng biển cả. Các bạn thấy chiếc xe này đã không các bạn, nếu mà các bạn có chiếc xe này ngoài đời các bạn sẽ làm, sẽ chạy đi đâu các bạn.
xe bị chảy dầu ở bên, mình không biết nó chảy bao lâu thì nó hết dầu nữa. Nó hết dầu thì không biết tàu có bị chìm không các bạn, để review luôn các bạn. Chim ngoài này nhiều quá ha. Wow. Rồi, ngoài đây sóng biển nó lớn các bạn. Rồi, hết dầu các bạn ơi. Let's go. Hết dầu rồi các bạn. Hết dầu thì sẽ ra sao các bạn? Thì động cơ sẽ bị tắt. Động cơ hết quay nổi các bạn thấy không? Đó lửa thì ngư lôi thì vẫn bắn được. Nhưng mà động cơ thì không hoạt động nổi nữa rồi. Không khí thì vẫn còn trong tàu để mình thở được các bạn, nhưng mà nó không nổi lên được. Oh my god. Giờ coi như chết rồi các bạn. Ê, nó nổi lên kìa. Nhưng lại chìm xuống các bạn. Mình kiểu mình xuống xe thì nó nhẹ cái xe các bạn. Nổi lên, nổi lên, nổi lên. Giờ mình phải leo lên con này. Kiểu mình là cô Vincent đã đảo hoang các bạn. Cứu, cứu em. Cứu, có ai đó tới đây cứu được không? Cứu với. Cứu với mọi người ơi. Má hài chứ bạn. Má, về cái kết bạn lên trên dưới biển. Các bạn hành game crash, game sinh tồn dưới biển. Có cá mập không? Cá mập đâu, thiệt đi. Không ngán đâu. Nổ luôn, dưới biển không nổ luôn. Ok các bạn, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thích video này, nhớ để lại cho mình xin một like và subscribe ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mình bấm lộn, mình nấu lộn. Có tiếng gì đúng không? Ơi cá heo. Rõ ràng mình nghe tiếng được cá heo nữa bạn. Cá heo sát thủ bạn ơi. Mình bắn thủy lôi vô cá heo sát thủ quá ác quá không. Ủa đâu rồi? Ơ à. Ủa mới đây mà. Ủa ảo ma thiệt chứ các bạn, ảo ma đâu quỷ thiệt. Sợ vậy. Mới thấy con cá heo quay qua lại mất tiêu luôn. Trời đồ. Gặp ma giữa ban ngày hả anh cha. Gì vậy. Sợ vậy. Công an. Mấy công an nó không dám đưa tàu ở kiếm mình hay sao bạn ơi. Tàu lặn công an không, bên công an không có tàu lặn các bạn ơi. Ơi chảy dầu rồi bạn. Mẹ bị chảy dầu, bị chảy dầu. Để sửa lại, sửa lại. Ở đây rồi, đây rồi. Kìa. Ê con cá heo râu nó rớt kìa bạn. Các bạn thấy không? Cái này. Wow, má đau nhiều quá vậy. Bắn cái nó chạy tán loạn luôn các bạn. Nó kêu cửa bạn. Săn con cá heo về làm hoài các bạn. Tội quá các bạn, nhưng mà mình cố gắng bắt đó các bạn ơi. Này là hút tê thôi. Khó bắn lắm các bạn, dưới nước khó bắn lắm. Trúng, trời ơi. Trúng. Rồi trúng rồi bạn ơi. Trúng rồi bạn. Trúng mấy cái heo rồi. No.
No, con người thật là ác ôm. Thật là ác quá đi. Nó heo nổi lên các bạn, nó chết nó sẽ nổi lên không? Ôi. Oh my god. Oh my god, mình đang đỡ con cá heo các bạn. Rất là bự luôn. Đấy các bạn, lần đầu mình tiêu diệt được một con cá heo luôn á. Cá heo này sát thủ nha các bạn. Và nó rất là ác nha. Ây da. Mẹ, chạy dầu, chạy dầu. Để thôi. Ôi, chúng ta sang hô rồi. Đi thôi, chúng ta sẽ đi ra những vùng biển xa các bạn ạ. Chúng ta là thằng biển cả. Các bạn thấy chiếc xe này đã không các bạn? Nếu mà các bạn có chiếc xe này ngoài đời, các bạn sẽ làm sẽ chạy đi đâu các bạn? Xe bị chảy dầu rồi các bạn, mình không biết nó chảy bao lâu thì nó hết dầu nữa. Nó hết dầu thì không biết tàu có bị chìm không các bạn, để review luôn các bạn. Chim ngoài này nhiều quá ha. Wow. Ôi, ngoài đây sóng sóng biển nó lớn các bạn. Rồi, hết dầu các bạn ơi. Let's go. Hết dầu rồi các bạn. Hết dầu thì sẽ ra sao các bạn? Thì động cơ sẽ bị tắt. Động cơ hết quay nổi các bạn thấy không? Đó lửa thì ngư lôi thì vẫn bắn được. Nhưng mà động cơ thì không hoạt động nổi nữa rồi. Không khí thì vẫn còn trong tàu để mình thở được các bạn, nhưng mà nó không nổi lên được. Oh my god. Vậy coi như chết rồi các bạn. Ê, nó nổi lên kìa. Nhưng lại chìm xuống các bạn. Mình kiểu mình xuống xe thì nó nhẹ cái xe các bạn. Nổi lên, nổi lên, nổi lên. Giờ mình phải leo lên con này. Kiểu mình là cô Vincent ở đảo hoang các bạn. Cứu, cứu em. Cứu, có ai đó tới đây cứu được không? Cứu với. Cứu với mọi người ơi. Má hài chứ bạn. Má về cái kết bạn lên lên dưới biển các bạn, thành game crash, game sinh tồn dưới biển. Có cá mập không? Cá mập đâu? Xuất hiện đi. Không ngán đâu. Ngỏ luôn, dưới biển không ngỏ luôn. Ok các bạn, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này, nhớ để lại cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.